Xin chào tất cả bạn, mình tên là Khánh Linh, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn ơi, vào tháng 12 có một ngày rất đặc biệt, đó chính là ngày Giáng sinh hay còn được gọi là ngày Noel. Và dịp này có rất nhiều điều thú vị như ông già Noel, công chúa Tuyết, bà chúa Tuyết, những chú tuyển lộc đáng yêu. Và mình thích nhất là được ông già Noel tặng quà và được trang trí cây thông Noel. Còn các bạn thích nhất điều gì trong Giáng sinh? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.